Video này mình sẽ chia sẻ về cách bố trí khoảng cách các linh kiện cho các bạn tham khảo trên cái máy hiện tại mình đang chế như thế này. Đây là LED VNM1 LCD, VNM2 bo LCD và ống kính như video trước mình đã nói rồi. Thì trong cái bộ máy của mình đang làm như thế này thì giữa khoảng cách của cái LED tới VNM1 và là 90 mm nha. Vì cái bộ fit neo của mình ở đây đang sử dụng là 120 mm và 185 mm, tức là F1 và F2 đấy. Theo trong lý thuyết thì khi đèn LED phải đạt trên cái tiêu cự của fit neo 1, tức là khoảng cách là 120 mm. Nhưng trên thực tế là khi cái LED mình đã dùng sử dụng cái gương cầu thì mình phải đặt vào trong một cái khoảng 90 mm. Nếu như các bạn không dùng gương cầu, tức là dùng LED không ấy, thì mình sẽ phải đặt vào khoảng 120 mm thì nó mới sẽ cho ra cái ánh sáng rất là đều nha, ánh sáng rất là đều. Nhưng khi mình gắn cái gương cầu vào rồi thì cái khoảng cách đó nó sẽ gần lại so với cái khoảng cách cái tiêu cự của nó. Cái này thì mình không chuyên sâu, thì mình chỉ trong cái thực tế mình đã test nhiều lần và mình so sánh kết quả nó là như vậy. Cái này thì mình không sâu nên cũng không giải thích nhiều rõ hơn được nữa. Đó. Đấy, thực tế bây giờ mình đang để là khoảng 90 mm. Nhưng nếu bỏ cái gương cầu ra thì phải cho nó đúng vào cái khoảng cách 120 mm. Thì nó nằm đúng cái tiêu cự của cái fitness 1 thì nó mới ra được cái ánh sáng song song để tạo ra một cái độ sáng đồng đều nhất trên cái LCD nhé. Như trên tay mình đang cầm đây là một cái gương cầu lồi này. Rồi cái này mình gương cầu để cho tụ sáng cho LED đấy. Và cái con chip LED đây mình đang ví dụ là mình sẽ đặt ở cái vị trí không có gương cầu thì nó là 120 mm. Nếu gắn gương cầu vào thì nó sẽ trong khoảng 90 mm thì nó sẽ cho ánh sáng đều và nét. Nhưng cái khoảng cách gắn gương cầu vào thì cũng phụ thuộc vào cái kích thước của cái LCD hoặc là kích thước của cái snell mình sử dụng nhé, vì nó còn phụ thuộc vào cả cái độ mở của gương cầu nữa. Vì ánh sáng ra từ gương cầu nó liên quan đến cái độ góc 120 hay 180 độ nữa nhé, chứ cũng không phải là cái nào giống cái nào. Ví dụ như trường hợp này thì ở cái khoảng cách 90 mm mà mình sử dụng cái gương cầu có độ mở 120 độ, nếu như mình gắn vào thì nó sẽ có cái tối bốn góc hoặc là cái ám vàng bốn góc. Nhưng mình sử dụng cái loại 160 độ thì nó sẽ bao phủ hết cái góc LCD nên nó sẽ sáng rất là đều. Nên các bạn lưu ý là gắn gương cầu, cái gương cầu này là cần phải xem cái độ mở sáng của nó có phù hợp với cái kích thước LCD của mình hay không nhé. Tiếp đến là cái khoảng cách từ fitnel 1 tới LCD. Cái này LCD mình để ở giữa hai fitnel nha. Khoảng cách này mình cho 2 cm, tức là 20 mm. Thì mình để cho khoảng cách này cho có độ gió nó thổi mạnh và thông thoáng nhất thì mình để trong khoảng tối đa là 20 mm là tốt nhất. 20 mm. Còn từ fitnel 1 tới từ fitnel 2 tới LCD là cái khoảng cách để mình cho khoảng 1/2, tức là 15 mm để cho nó có cái độ gần hơn một chút để cho độ nét nó cao hơn. Ví dụ như fitnel cần gần fitnel số 2 đấy, càng sát LCD thì độ nét nó sẽ càng cao hơn. Nếu như xa thì nó sẽ có cái dạng mờ hơn một tí. Nói chung là tốt nhất ở trong khoảng 1.5 phân nha. Còn fitnel 2 mà để gần LCD quá thì nó khi chiếu lên thì mình sẽ nhìn thấy các vân của fitnel trên màn hình nhé, nên là không nên để sát quá. Nên trong trường hợp này mình để khoảng 15 mm vừa để cho nó có tránh hiện vân lên và cũng là để mình chỉnh dạng cây tone nha. Cây tone mình cũng chỉnh chỉ trong góc khoảng khoảng 40 đến 50 độ thôi, nhẹ nhẹ thôi, thế là cũng ổn rồi.
nên là tốt nhất là để khoảng cách đấy. Còn nếu không chỉnh cây tôn thì để khoảng 1 cm cũng được, nhưng mà đừng để sát quá mà nó sẽ hiện cái vân lên màn hình. Còn ống kính mình đang sử dụng cho máy này là loại ống kính có tiêu cự là 182 mm, khoảng cách từ LCD tới ống kính là 182 mm. Cái khoảng cách này là tính ngay từ cái điểm cuối của cái ống kính nha, cái thân ống kính nha, chứ không phải vào cái thấu kính nha. Tức là khoảng cách tính từ LCD tới cái thân ống kính là điểm cuối đấy, điểm mình bắt vít vào đấy. Đối với cách đặt như thế này thì các bạn có thể đặt khoảng cách tối thiểu của máy là khoảng hơn 1 mét, hoặc là xa 3 mét, hơn 3 mét thì vẫn có thể chỉnh focus, chỉnh độ nét thì vẫn được nha. Chứ nếu như chỉnh sai một tí thì có thể là để máy gần quá thì mình không chỉnh độ nét, hoặc xa quá là vẫn không chỉnh được. Nên là tốt nhất nên là để căn chỉnh đúng kiểu như thế này là tốt hơn. Tóm lại là tiêu cự của ống kính bao nhiêu thì mình đặt cái khoảng cách từ cái điểm gắn ống kính với tới cái khoảng cách LCD là bấy nhiêu là tốt nhất nhé. Video này mình đã chia sẻ cho các bạn tham khảo cách bố trí khoảng cách các linh kiện sao cho hợp lý. Hẹn các bạn video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ tiếp các thủ thuật khác để các bạn tham khảo tiếp nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.